Tu chân giả tại dị thế tập 160 cửu thiên hỗn nguyên ma kia biến sắc Muốn chạy trốn cũng không kịp nữa Chỉ có thể tiếp tục kiên trì chịu đựng Không ngờ lần này Hai người bọn họ lại đá trúng tảng đá cứng thế này Liều mạng thôi Mà khi bao trùm toàn thân Của cửu thiên hỗn nguyên ma còn lại Phong phân bởi vạn dặm xung quanh Lập tức biến sắc Một mảnh ma khí dày đặc Áp không mà tới đây Khí thức cuồng bạo ập tới Mà khi tung hoành đầy trời Chỉ trong nháy mắt cầu thiên hỗn nguyên ma này đánh ra một quả cầu ma khí màu đen phát ra một mảnh hắc quang che kín cả không gian trong hắc quang còn có một cỗ lực lượng cuồng bạo khiến cho không gian xung quanh chấn vỡ một mảnh hư không không gian vặn vẹo vô cùng khủng bố ập thẳng về phía của nhạc thành đỉnh cấp ma khí mà thôi oanh thiên nhất kích đi chết đi nhạc thanh sầm mặt xuống trong mắt lóe ra hai đạo tinh quang ở trong nháy mắt đã đánh ra một quyền ấn xé rách hư không nằm giữa không gian và hư không. Vô số mảnh vỡ không gian bắn ra, một quyền này đánh ra khiến không gian xung quanh vỡ nát, tạo thành hư không khôn cùng, xé trời xuất hiện. Sức mạnh khổng lồ tạo ra từng gợn sóng không gian vô tận. Trong không gian đen kịt bị ma khí bao phủ, xuất hiện một đạo cầu vòng xé rách hư không, ép cho hư không xung quanh, nháy mắt, dường như vỡ nát. Trong không gian đen kịt, kim quang chiếu rọi, một cỗ cự lực khổng lồ điên cuồng lan ra, hư không chấn động không thôi nhưng cũng vào lúc này, chỉ tới một quyền của Nhạc Thành đánh nát không gian đen kịt kia, thế công của quyền ấn khổng lồ không hề giảm bớt, ép cho không gian vặn vẹo, đánh mạnh lên người Cửu thiền Hỗn Nguyên Ma. Không gian đen kịt khủng bố nhánh mắt vỡ nát, không gian bị quyền ấn vặn vẹo ép cho nháy mắt xuất hiện một vết nứt, vết nứt càng lúc càng nhiều, cuối cùng làm ra toàn bộ xung quanh. Phụt một tiếng, Cửu thiền Hỗn Nguyên Ma kia phun ra một búng máu, kèm theo nội tạng bị đánh nát chỉ nghe bùm bùm mấy tiếng từng tiếng nổ kinh thiên vang lên không gian lập tức nổ tung cương giả cầu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ thứ hai này cũng bị nhạc thành một quyền đánh chết nhạc thành lập tức thu hồi hỗn nguyên trần thần trong tay có thêm hai chiếc chữ vật giới chỉ đỉnh cấp ma khí hình tròn vừa rồi cũng rơi vào trong tay của nhạc thành nhưng ngay sau đó nhạc thành lại biến sắc hắn không chút do dự mà thi triển không gian xuyên việt biến mất ngay tại chỗ không hổ là kim giáp chiến thần thực lực đúng là cường hãn, chỉ là ngươi đã đề phòng quá rồi đấy. Lúc này, nơi nhạc thành vừa đứng, bỗng xuất hiện thân ảnh của một thanh niên mặc áo trắng. Là ngươi à? Thân ảnh của nhạc thành xuất hiện ngoài ngàn dặm, nhìn thẳng vào thanh niên áo trắng kia. Không biết tại sao người này lại tới sau lưng mình làm gì? Vừa rồi, hắn còn tưởng là cường giả nào đó tới đánh lén cơ chứ? Vậy ngươi tưởng là ai? Ta chỉ nghe thấy gần đây có động tĩnh nên mới tới xem thử. Không ngờ lại là ngươi. thanh niên áo trắng kia mỉm cười cái tiếng nói. Vậy sao? Vậy thì ta đi trước đây. Nhạc Thành cũng không dám ở gần thanh niên áo trắng này. Như thế sẽ nguy hiểm vô cùng. Chủ yếu là vì thực lực của thanh niên áo trắng này quá mạnh. Nếu hắn bất ngờ đánh đén, thì mình tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Người đợi một lát đã nào. Thanh niên áo trắng bỗng gọi Nhạc Thành lại, mỉm cười nói. Chúng ta đều muốn tới hỗn độn chi hải cả. Chỉ bằng cùng nhau đi đi. Ta có thể nói cho người biết, phía trước còn có cả cường giả trình độ tiên quân đang chờ người đưa hỗn độn ngọc tới đấy. Lời cần nói ta cũng đã nói rồi. Ờ, người có muốn đi cùng ta không thì tùy người thôi. Nhưng ta rất ít khi có hào cảm với người khác như thế đấy. Nhạc thành xa sầm sắc mặt, trong lòng bỗng cảm thấy do dự. Nhạc thành từng nghe giao trì kim mẫu nói là ở đây cũng có siêu cấp cường giả trình độ thiên quân. Thật sự không phải là bịa chuyện. Nếu bọn họ ra tay với mình thì đúng là phiền toái to. Nếu có thành niên áo trắng này đi cùng thì cũng có thể ngăn cản được một lúc. Với tượng cổ thần thú huyền phòng chỉ thể, mặc dù là thực lực của thành niên áo trắng này chỉ mới là cửu thiên hỗn nguyên yêu nhưng cường giả tiền quần trung kỳ bình thường gặp phải chắc là cũng không thể làm gì được hắn đừng có do dự ta không có hứng thú với hạo thiên tháp và hỗn độn ngọc của ngươi nhưng ta nghe nói người có được hỗn độn tinh khí thứ này thì đúng là ta rất muốn có nhưng chắc đây chỉ là tin vịt mà thôi nếu người có thật thì đã tự mình dùng từ đâu rồi chứ không chạy loạn khắp nơi như vậy nếu người không cần đo lắng ta sẽ ra tay với người lại nói tiếp Người có hạo thiên tháp, nếu trốn vào trong hạo thiên tháp thì ta cũng không thể làm gì được ngươi. Thành niên áo trắng mỉm cười mà nói. Nhạc thanh cười khổ, xem ra tin tức trong tiền ma giới lan truyền nhanh thật. Người khắp nơi không ai không biết trên người mình có bảo vật gì. Người vô duyên vô cớ giúp đỡ ta như thế, chẳng lẽ không có động cơ gì ư? Nhạc thanh nhìn thẳng vào mắt của thành niên áo trắng kia rồi hỏi. Đây là chuyện khiến nhạc thanh nghi ngờ nhất. Ta đã nói rồi, ta muốn trả lại một nhân tình cho ngươi, bằng không lòng ta sẽ rất khó chịu. Người giúp ta thoát khỏi cái thái hư phòng bạo ấy, ta đương nhiên phải trả nhân tình đó lại cho ngươi rồi. Thanh niên áo trắng kia cất tiếng nói. Nhưng nếu nói như vậy, thì chẳng phải lúc đó ta cũng nợ ngươi một nhân tình sao? Không có ngươi, thì ta cũng không cách nào thoát khỏi thái hư phòng bạo kia được. Nhạc Thanh đáp lời. Nói như vậy cũng có đạo lý đấy. Thế này đi, ngươi cũng nợ ta một nhân tình. Sau này ta có chuyện gì cần nhờ ngươi giúp, thì ngươi không thể từ chối được. Thanh niên áo trắng dò dự một lúc, rồi nói với Nhạc Thành, đi thôi đi thôi, có người đang đi tới đần đây đấy. Tuy không đáng sợ, nhưng ta ngại nhất là gặp phải phiền toái. Thành niên áo trắng nói với Nhạc Thành, sau đó thân ảnh lập tức biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện lại thì đã đi ra vài ngàn dặm. Nhạc Thành do so dự một lúc rồi cũng đi theo phương hướng của thành niên áo trắng kia. Ngay sau khi hai người bọn họ rời đi được một lúc, mấy đạo thân ảnh tới từ các bốn phường tám hướng đã tụ tập lại ở nơi nhạc thành đại chiến cùng hai cường giả cầu thiên hỗn nguyên ma kia sau đó lại biến mất giữa không trung cho đến tận ba ngày sau nhạc thành và thanh niên áo trắng kia xuất hiện trong một chỗ nào đó giữa không gian trong ba ngày này nhạc thành biết thanh niên áo trắng kia tên là huyền tiêu những thứ khác thì không rõ ràng cho lắm dùng biến hóa thần thông để thôi toán ra cũng không được điều này khiến nhạc thành cũng phải kinh ngạc lai lịch của huyền tiêu này chắc chắn không hề đơn giản nếu không mình cũng sẽ không tính ra được bối cảnh của hắn. Nhạc Thành không ngờ thực lực của người lại cường hãn tới mức này. Mấy tu vi giả cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ vừa rồi đều không phải đối thủ của ngươi, có đúng không? Huyền Tiêu nói với Nhạc Thành. Vừa rồi hai người gặp phải bà tu vi giả cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ đánh lén, nhưng đã nhanh chóng bị hai người giết chết. Nhạc Thành giết chết một tên, Huyền Tiêu thì dễ dàng giết chết hai tên. Nhưng so với ngươi thì vẫn còn thua xa lắm. Nhạc Thành trả lời thực lực của mình thua huyền tiêu rất nhiều thực lực của huyền tiêu này đúng là quá kinh khủng trình độ thực lực của mấy kẻ kia quá thấp chờ ngươi cướp cầu Thiên huyền tiên hậu kỳ thì chắc chắn sẽ mạnh hơn ta rất nhiều đấy huyền tiêu cắt tiếng nói chờ ta tới cầu Thiên huyền tiên hậu kỳ thì ngươi cũng đã tới yêu quân hậu kỳ rồi tới lúc đó ta lại càng không phải đối thủ của ngươi nhạc thành đáp ngươi cho rằng trình độ yêu quân sẽ đột phá đắm chắc nếu dễ dàng như vậy thì ta đã không tới hỗn độn chi hải này để mà lĩnh ngộ rồi. Huyền tiêu thở dài, hắn đã dừng lại ở cầu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ này hơn trăm vạn năm rồi, nhưng vẫn không có đột phá gì lớn. Hai người lại tiếp tục đi tới, còn hơn một tháng lộ trình, hai người cũng không dám chủ quan chút nào hết. Mặc dù hai người đã rất cẩn thận rồi, nhưng vẫn gặp phải phiền toái. Mấy ngày sau, trong một vùng không gian rộng lớn, hai người nhạc thành và huyền tiêu đều xa sầm sắc mặt một lão giả toàn thân bị ma khí bao trùm xuất hiện trước mặt họ. Lão giả này tuổi chừng 50, ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng vào hai người Nhạc Thành và Huyền Tiêu. Nhạc Thành đánh ra lão giả kia một cái, sắc mặt lập tức trắng bệch. Người này lại là siêu cấp cường giả trình độ ma quân. Khí thức cường hãn trên người của lão giả khiến cho Nhạc Thành cảm thấy không gian xung quanh bị đè nén tới cực hạn. Đại là Kim Tiên, cửu thiền hỗn nguyên yêu. Ánh mắt sắc bén của lão giả kia nhìn thẳng vào nhạc thành và huyền tiêu trên mặt của lão đầy vẻ kinh ngạc chắc là bất ngờ vì không ngờ đại la kim tiên và cựu thiền hỗn quyền yêu lại đi cùng với nhau mau mau giao chữ vật giới chỉ của các người ra ta không muốn động thủ với các người đâu lão già kia thản nhiên cất tiếng nói trong giọng nói tràn ngập sát ý ngập trời không thèm che giấu nghe thiền ma quân ừ, người mới chỉ là ma quân sơ kỳ mà thôi người còn chưa có tư cách này đâu huyền tiêu trao mày lạnh lùng nói mà quân sơ kỳ thì hắn còn không sợ. Thân là huyền phong bản thể. Mà quân sơ kỳ hiện tại vẫn không thể làm gì được hắn. Vậy sao? Tiểu tử đúng là đủ to gan mà. Lão già kia nhìn mắt lại rồi giống như là không ngờ đối phương lại biết thần phận của mình. Cũng không ngờ một cửu thiền hỗn quyền yêu lại kiều ngạo thế như thế. Mặc dù yêu đạo có bản thể thiền thú nhưng thân là tu vi ma quân giết chết cửu thiền hỗn quyền yêu cũng không phải là chuyện gì khó. Về phần đại la kim tiên thì đúng là chỉ cần lật tay một cái là có thể xử lý xong. Căn bản không cần để vào trong mắt. Nguyên Thiên ma quân là hắn. Nhạc thanh thâm kinh ngạc, không ngờ nguyên thiền ma quân này cũng tới hư không trì địa. Ở tiên ba giới, người này cũng là một lão quái vật thành danh đã lâu. Vậy thì để ta xem thực lực của người tới đâu nào. Mà khi quanh người lão giả kia bốc lên, mà khi ngập trời áp chế, khiến không gian xung quanh âm âm rung chuyển. Mà khi trong ngàn vạn dặm xung quanh, áp không mà tới chỉ riêng khí tức này thôi đã mạnh hơn cửu thiên huyền tiên và cửu thiên hỗn quyền ma không biết bao nhiêu lần. Cùng lúc đó, trong mắt của lão giả kia lại lóe lên tia sáng lạnh lùng. Hai đạo thần quang màu vàng hệt như thực chất bắn ra. Trong tay đột ngột đánh ra một mảnh ma quang sắc bén, chém rách cả hư không, bay thẳng tới người huyền tiêu. Nguyên thiền ma quân, người còn chưa đủ tự cách đâu. Ma khí ầm ầm nổi lên, mây gió bị gạt ra. Trong tay huyền tiêu có một đạo cầu vồng màu xanh xuyên phá hư không, lấy khí thế bài sơn đảo hải, nháy mắt đánh về phía nguyên thiền ma quân. Bùm một tiếng, hai đạo lực lượng khổng lồ giao nhau, trong nháy mắt, vạn dặm hư không bị một dòng khí lưu cực mạnh quét ngang qua. Trong vòng ngàn vạn dặm hư không, tất cả đám mây đều bị đánh nát thành sương mù, tan biến giữa không trung. Hai đạo thân ảnh nháy mắt lùi ra hơn vạn trượng giữa hư không. Một kích này của hai người lại đánh ngang tay với nhau. Nhạc Thành lại càng thêm kinh ngạc vì thực lực của huyền tiêu. Hỗn nguyên chân thân, kim long chi thể, phá thiền nhất kích. Lúc này Nhạc Thành không chút do dự, thi triển hỗn nguyên chân thân. Bản thân của hắn chưa từng đụng độ cường giả trình độ ma quân thế này bao giờ. Đây cũng là cơ hội tốt để mà thử xem cách biệt giữa mình và ma quân lớn tới cỡ nào đây. Trong nháy mắt, bản thể khổng đồ hơn 5 vạn trượng của Nhạc Thành đã xuất hiện trên không trung. Cùng lúc đó, trong tay tung ra một quyền xé rách cả không gian. Quyền ấn mấy vạn trượng vặn vẹo trên không trung trực tiếp bao phủ quanh người thiên nguyên ma quân hỗn nguyên trần thần ngươi là kim giáp chiến thần nguyên thiên ma quân thấy hỗn nguyên trần thần và kim long chi thể của nhạc thành thì ra mặt lập tức trầm xuống hiện tại cả tiên và giới không ai không biết kim giáp chiến thần này hắn cũng đã được nghe tiếng từ lâu nay thế đoạn tấn công của nhạc thành đánh tới nguyên thiên ma quân này cũng không dám đối đãi với nhạc thành như đại la kim tiên bình thường nữa nhưng cũng không xem trọng mấy Pháp quyết trong tay vừa dứt, khắp thiên địa lập tức tối sầm xuống, ma khí cuồn cuộn ập tới, trước mặt chỉ toàn một mảnh đen kịt, giữa bóng tối vô tận, một đạo lưu quang sáng mạnh xuống quyền ấn của nhạc thành. Chính nghe bùm bùm mấy tiếng, từng tiếng đổ kinh thiên nháy mắt vàng lên, một mảnh không gian đổ tung, một cốt lực lượng bàng bạc ập tới, thân thể cao lớn của nhạc thành nháy mắt bị đánh đùi hơn vạn trượng, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, nhưng không được mà muốn phun ra một ngụm máu tươi lục phùng cụ tặng chấn động điên cuồng mà nguyên thiên ma quân lúc này cũng bị đánh bay mấy ngàn trượng trong lòng của nhạc thành hiểu rõ mình dựa vào ưu thế của hỗn nguyên trần thần nên mới chỉ bị đẩy lùi hơn vạn trượng mà thôi nếu không có hỗn nguyên trần thần hậu quả e là khó mà lường trước được lúc này trong lòng nguyên thiên ma quân cũng kinh ngạc không thôi nếu đại la kim tiên có thể đẩy lùi được mình thì đúng là không thể tin nổi chẳng tranh có thể đại náo giao trì thực lực cỡ này cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ cũng khó mà chống lại được. Nguyên thiên ma quân, hộp này người đã tìm nhầm người rồi. Lúc này yêu khí trên người huyền tiêu lại tuôn ra dữ dội, nháy mắt xông về phía nguyên thiên ma quân. Vậy sao? Vậy thì chờ thử xem. Nguyên thiên ma quân đen cả mặt, pháp quyết trong thầy lại đánh ra một lần nữa. Thân thể như hóa thành nửa hư nửa thực, đào mắt đã biến thành một làn sương mù đen kịt. Yêu khí bay đầy trời vẫn không thể làm gì được hắn ta đồng thời có một mảnh ma khí áp không sáng xuống, quấy nát cả mây gió trăng sao, quét hết tất cả yêu khí tấn công tới ra ngoài. Trong lòng nguyên thiên ma quân lại càng kinh hãi hơn, cựu thiên hỗn nguyên yêu này lại càng khó nhằn hơn nữa. Hãm tiên! Mà lúc này, thân hình của Nhạc Thành lại sáng xuống, hiền viên kiếm hóa thành mấy ngàn trượng, kiếm quyết trong thầy vừa ra, thân kiếm của hiền viên kiếm phát ra tiếng ong ong đầy quỷ dị. Thiên địa lập tức bị một cỗ khí tức quỷ dị bao trùm kiếm hải kéo dài. Thế nhưng không gian bị hào quang chiếu sáng, giống như là cả thiên địa đều bị kiếm quang này chém rách ra vậy. Dưới kiếm ảnh, thiên địa sụp đổ, không gian đen kịt kéo dài hơn mười vạn dặm kia, bắt đầu hóa thành hư không. Kiếm quang thế như cầu vồng vô số kiếm quang răng kín trời, đan xen vào nhau, tạo thành một mạng nhện dày đặc. Kiếm quang nháy mắt đã đánh về phía nguyên Thiên ma quân. Kiếm quang lưu ảnh, uy lực của kiếm quang này còn mạnh hơn một quyền trước đó rất nhiều. Huống hồ gì còn dùng hiên viên kiếm để thi triển ra. Bản thân của hiên viên kiếm chính là thượng cổ thần khí, uy lực không thua gì hạo thiền tháp. Nhưng so với hiên viên kiếm thì nhạc thanh lại thi triển hạo thiền tháp dễ dàng hơn. Nhưng uy lực của hiên viên kiếm này hoàn toàn không thua gì hạo thiền tháp. Lúc này kiếm khí xé rách không gian, vô số kiếm ảnh giống như một chiếc lưới bằng kiếm, bảo vây nguyên thiền ma quần kín kẽ. Căn bản không để cho nguyên thiền ma quần có bất kỳ cơ hội nào tẩu nào. Nguyên Thiên nghịch nhận. Nguyên Thiên Ma Quân sầm mặt. Một kiếm này của Nhạc Thanh khiến cho hắn không dám khinh nhờn. Kiếm ảnh đầy trời kia cũng khiến cho hắn phải sợ hãi. Phạm Quyết trong tay vừa đánh ra. Một món ma khí hình trăng đỡ điểm đã xuất hiện trong tay. Tướng này dài chừng bột trượng, hình dạng cong vòng. Lưỡi đào phát ra hàn quang lạnh lẽo. Nhưng thần đào lại làm màu đỏ tươi hệt như màu máu tươi. Đỏ tới mức quỷ dị, lạnh lẽo đến rợn người giống như một dòng suối tuôn ra từ trong địa ngục. Đào quang phát ra hàn quang chói mắt, pháp quyết trong tay vừa đánh ra, nhanh chóng phá rách hư không, chia cách phòng vần, nằm giữa hư không và hiện thực, đỡ lấy hãm tiền của nhạc thành. Trường 1018, Liên Thủ Một mảnh đao quang quang kiếm, gần như là không có bất kỳ dao động nào xây lên. Trên không trùng nháy mắt có từng đốm lửa lóe lên, Đào quang kiếm ảnh nháy mắt, hóa thành một cái hắc động không đáy, hư không chỉ địa này đều bị che kín. Trong nháy mắt, không gian đột nhiên phình to rồi đã co rụt lại. Chiến ghép bùm bùm mấy tiếng, không gian nổ tung, cực lực mang theo xu thế vạn quân, âm âm lướt qua trời cao, quét ngang, đánh vỡ một mảnh không gian thành từng mảnh nhỏ. Thân hình của nhạc thanh bị đẩy lùi hơn vạn trượng, hồ khẩu đau nhức dữ dội, huyết khí trong cơ thể lại cuồn cuộn, khoai miệng xuất hiện một vệt máu. Nguyên thiền bà quân cũng bị đẩy lùi hơn vạn trượng, sắc mặt tái nhợt, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào nhạc thành. Trên không trung, một đạo thanh âm trầm thấp phóng thẳng lên trời cao. Một mảnh khí tức hủy diệt ao ào tuôn ra. Khí tức hủy diệt đó tuôn ra từ trong cơ thể huyền phong lớn mấy vạn trượng. Lúc này huyền tiêu đã hóa thành bản thể. Thân thể huyền phong lúc này đột nhiên tỏa ra một ngọn lửa nóng rực quỷ dị, giống như tự thiêu đốt. Ngọn lửa đỏ rực lan ra khắp thân thể mấy vạn trượng của huyền phong. Lan ra, cơ thể, xương cốt, toàn thân đều bị ngọn lửa bao phủ ngọn lửa đóng rực bốc cháy hừng hực điên cuồng lan ra thân thể huyền phong bắt đầu dần dần trở nên trong suốt thậm chí còn có thể xuyên qua ngọn lửa mà nhìn thấy ngũ tạng lục phủ của hắn mà những khí quan nội tạng kia lúc này cũng bị phủ một tầng ánh sáng màu hồng ngay cả bốn cánh sau lưng huyền phong cũng hóa thành hòa rực hừng hực toàn thân của huyền phong lại bắt đầu ngừng thực ngọn lửa đóng rực quanh quần bên ngoài thân thể của hắn thân thể khổng lồ lóe ra hàn quang sáng rực khiến cho người ta sợ hãi. Huyền Phong chi hỏa, thượng cổ thần thú Huyền Phong. Sắc mặt của Nguyên Thiên Ma Quân lập tức trầm xuống, đây chính là thượng cổ thần thú, chẳng chắc lại khó nhằn như thế. Hôm nay mình gặp phải hai người, một người là Kim Giáp Chiến Thần, một người lại là thượng cổ thần thú chi thể Huyền Phong, đúng là xui xẻo, xui xẻo tận mạng mà. Nguyên Thiên Ma Quân, ta đã nói là ngươi tìm nhầm người rồi, tu vi thực lực của Ma Quân sơ kỳ của ngươi còn chưa đủ đâu theo một tiếng quát lớn của huyền tiêu thân thể khổng lồ của hắn đột nhiên sôi trào dữ dội vô số ngọn lửa bốc lên bắt đầu hội tụ lại trên đỉnh đầu ân ẩn hội tụ thành một biển lửa đáng sợ tràn ngập thô bạo và sát ý trong con mắt khổng lồ của huyền tiêu lúc này chỉ toàn huyết khí cuồng bạo vô tận lạnh lung nhìn chăm chăm vào nguyên thiên ma quân bốn chiếc cánh khổng lồ vỗ mạnh thân thể cao lớn mang theo ngọn lửa dữ tợn nhánh mắt đã xông về phía nguyên thiên ma quân trong ngọn lửa của hắn ẩn chứa một loại kinh khí nóng rực khiến người ta sợ hãi mang theo vô số mảnh vỡ không gian nhanh mắt đi tới trước mặt nguyên thiên ma quân bàn thể huyền phong chi hỏa thật là mạnh cảm giác được sự khủng bố của ngọn lửa kia trong lòng của nhạc thành cũng phải giật mình huyền phong chi hỏa này không thuộc tam vị chân hỏa của mình là bao nhiêu nguyên thiên nghịch nhận nguyên thiên nghịch nhận có trình độ đỉnh cấp ma khí trong tay của nguyên thiên ma quân mang theo đang mang khổng lồ hủy thiên diệt địa chém về phía bản thể của huyền tiêu thời gian đảo lưu nhạc thanh đanh mặt lại lập tức thi triển thời gian đảo lưu trong thời gian thần thông về phía nguyên thiên ma quân một đao do nguyên thiên ma quân thi triển trên công trung nháy mắt đã quay ngược lại chỉ là trong nháy mắt mà thôi đào quang của nguyên thiên ma quân lại điên cuồng chém ra nhưng chỉ trong nháy mắt này ngọn lửa gặp trời trên bản thể huyền phong của huyền tiêu đã đánh lên trên người nguyên thiên ma quân chỉ nghe xèo xèo mấy tiếng đao mang còn chưa kịp chém ra hoàn toàn thì đã bị ngọn lửa khủng bố kia bao phủ cuốn theo cả nguyên thiên ma quân không gian xung quanh bị đốt thành một không gian đơn độc giữa ngọn lửa khủng bố vô tận kia sắc mặt của nguyên thiên ma quân dần trở nên trắng bạch phá cho ta nguyên thiên ma quân lúc này đã không còn thời gian do dự nữa nguyên thiên nghịch nhận điên cuồng phóng ra cưỡng chế xét ra một mảnh không gian hắn hoảng hốt thoát ra toàn thân vô cùng chật vật chắc là đã bị trọng thương trong không gian ngọn lửa kia rồi. Thời gian tĩnh chỉ. Cũng đúng lúc này, Nhạc Thanh lại thi triển thời gian tĩnh chỉ trong thời gian thần thông, không chút do dự. Nếu chỉ dùng thời gian thần thông để đối phó với nguyên thiền mà quần này, căn bản không có tác dụng gì lớn. Nhưng nếu mình thi triển thời gian thần thông để cho huyền tiêu ra tay, thì uy lực sẽ khác hẳn. Vừa rồi chính là một ví dụ. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh youtube Tuấn Anh Studio. Tên nhạc thành không chút do dự, chọn cách thi triển thời gian thần thông một lần nữa. Trong nháy mắt đã bao phủ không gian xung quanh nguyên thiên ma quân. Tất cả lập tức trở nên bất động. Cũng chính vào lúc này, bàn thể của huyền tiêu tiếp tục đánh về phía nguyên thiên ma quân. Bốn cánh vỗ mạnh, miệng phun ra một ngọn lửa nóng rực. Hòa rực sau lưng rung nhẹ vài cái, biến thành một đạo hỏa diễm khổng lồ đánh thẳng về phía nguyên thiên ma quân. Thời gian thần thông, chết tiệt. Nguyên thiên ma quân lại chật vật chạy ra ngoài, thì toàn thân vẫn trở nên bất động trong lòng hoàng sợ thậm hôm một tiếng không xong mà khí trong cơ thể của Nguyên Thiên Ma Quân lập tức tuôn ra ao ạt chỉ trong nháy mắt đã đột phá không gian bất động kia để nhanh chóng rút lui xèo một tiếng nhưng tất cả đã quá muộn bản thể Huyền Phong khổng lồ của Huyền Tiêu đã trực tiếp thuấn gì tới phun ra một ngụm bản thể trì hỏa khủng bố chỉ trong nháy mắt đã bùng nổ ra Nguyên Thiên Ma Quân cũng bị ảnh hưởng mà khí ngập trời quanh người nhanh chóng bị lu mở. Ngọn lửa phát ngang hư không, đột nhiên dùng tốc độ kinh người lan về phía Nguyên Thiên Ma Quân, lại có một đạo thân ảnh khổng lồ uyển chuyển như sao trời nhanh chóng xẹt qua. Hai bên tiếp xúc, mà khí ngập trời lập tức ầm ầm sụp đổ. Thân hình của Nguyên Thiên Ma Quân Nhánh mắt bị đánh đuổi hơn vạn trượng, vẽ ra một đường máu tươi trên không trung. Chính nghe vèo vèo mấy tiếng, cũng đúng vào lúc này, thân ảnh của Nguyên Thiên Ma Quân tùy bị đánh bay nhưng ánh mắt đã biến mất tầm mất tích, hóa thành một đạo ma hồng nửa hư nửa thực, biến mất giữa hư không. Phù một tiếng, huyền tiêu thu hồi bản thể khổng lồ, đáp xuống bên cạnh nhạc thành, cần tiếng nói. Lão ma kia chạy mất rồi, đuổi không kịp nữa, lần sau gặp phải hắn thì phải khiến hắn đẹp mặt mới được. Nhạc thành cũng thu hồi bản thể, lập tức nói. Thực lực của nguyên thiền mà quân đúng là khủng bố thật, cũng không tính là mạnh. Nếu như ta có thể đột phá tới yêu quân thì giết hắn ta dễ như trở bàn tay thôi. Huyền tiêu nói xong thì lại tiếp tục. Không ngờ ngươi lại có thời gian thần thông, đúng là không thể tin nổi. Thời gian thần thông của người phối hợp với ta, nếu như chúng ta có chuẩn bị sớm, thì chẳng giết nguyên thiền mà quân vừa rồi, cũng không khó khăn gì mấy. Nhạc thanh mỉm cười, vừa rồi nếu như mình toàn lực ngăn cản, thì nói không chừng đúng là nguyên thiền mà quân có mà chạy thoát được. Nhưng mình sợ nguyên thiền mà quân sẽ liều mạng phản kích toàn lực, Tới lúc đó ai chết vào tay ai còn không biết. Cưng giả trình độ ma quân không giống cửu thiền hỗn nguyên ma. Nếu toàn được phản kích thì tuyệt đối sẽ vô cùng khủng bố. Hai người thu thập một lúc thì cũng rời khỏi nơi này. Trải qua vài ngày ở chung, Nhạc Thanh xem như hiểu hơn về huyền tiêu. Chắc là huyền tiêu này không có ý định ra tay với mình. Bằng không mấy ngày nay, hắn đã có không ít cơ hội để ra tay rồi. Trong những ngày tiếp theo, hai người vẫn tiếp tục liên thủ. Trên đường đi, đã đánh chết vô số cựu thiên huyền tiên, cựu thiên hỗn nguyên ma và cựu thiên hỗn nguyên yêu. Sự sự điên thủ của hai người, tu vi giả cựu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ trở xuống, căn bản chỉ có phần bị đánh chết mà thôi. Vậy sau dứt khoát để nhạc thành thi triển thời gian thần thông. Huyền tiêu thì ra tay, cường giả cựu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ cũng chỉ cần một chiêu là có thể bất ngờ đánh chết. Hai người điên thủ, thực lực khỏi nói cũng biết, mạnh tới cỡ nào. Nhạc thành, nhớ cho kỹ, Người vẫn đỡ ta một lần ân tình. Bây giờ ta có chuyện cần người hứa với ta đây. Sữa không trùng, trong lúc hai người đang nhanh chóng phi hành, thì huyền tiêu đột nhiên nói với Nhạc Thành. Chỉ cần ta có thể, thì là ta nhất định sẽ đồng ý thôi. Nhạc Thành nói, hứa với ta, chờ người tới tiền quần hậu kỳ, thì giúp ta đối phó với một người. Có thêm người nữa, ta mới có thể nắm chắc hơn. Huyền tiêu nói với Nhạc Thành, tiền quân hậu kỳ, còn không biết phải tới năm tháng nào mới được như thế, nhạc thanh cười khổ một tiếng rồi nói bây giờ mình mới chỉ là đại lạc kìm tiền hậu kỳ đến cảnh giới tù vi tiên quân hậu kỳ thì vẫn còn cách một khoảng cách vô cùng lớn ta tin rằng ngươi có thể nhanh chóng đột phá tới tiên quân hậu kỳ thôi ta tin vào ánh mắt nhìn của mình huyền tiêu lại nói được tới lúc đó ta nhất định sẽ giúp ngươi đây là lần đầu tiên ta hứa với người khác đấy nhạc thành cất tiếng nói trong lòng cũng biết chờ tới ngày mình lên đến tiên quân hậu kỳ thì không biết trình độ thực lực của Huyền Tiêu đã cao tới cỡ nào rồi. người mà Huyền Tiêu không thể nắm chắc, có thể đối phó được nếu đơn đả độc đấu, chứng tỏ thực lực của người nọ chắc hẳn vô cùng cường hãn, trong cả thiên địa cũng chẳng có mấy người có thể làm được gì hắn. Cảm ơn, dù có thế nào đi chăng nữa, thì ta cũng sẽ chờ ngươi. tới lúc đó, chân cây đột phá xong, ta sẽ tới tìm ngươi. Huyền Tiêu nói với Nhạc Thành. Cho đến hai mươi ngày sau, giữa hư không chi địa. Bỗng có một đạo hào quang phóng thẳng lên trời, một cỗ khí tức thần dị lập tức lan ra khắp không trung. Trước khí tức này, Nhạc Thành lập tức cảm giác toàn thân vô cùng khoan khoái, giống như là vòng tay của mẫu thân vậy, vô cùng ấm áp và dễ chịu. Cảm giác quen thuộc quá, rốt cuộc ở đó có cái gì chứ? Bỗng nhiên, Nhạc Thành cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, nhưng nhất thời Nhạc Thành lại không nhớ ra nổi lai lịch của khí tức ấy, trong lòng cũng cảm thấy nghi hoặc không thôi. Nhạc Thành, chúng ta tới rồi. Phía trước chính là hỗn độn trì hải đấy. Huyền Tiêu nhìn về phía tia sáng ở phía xa rồi nói cho Nhạc Thành biết. Trường 1019, đào thoát giữa đường tử kẹ tóc. Hình như quanh đây có không ít người đấy. Chúng ta cần phải chú ý một chút mới được. Nhạc Thành cười khổ, dùng thần điểm truyền âm nói. Thần điểm thăm dò một lượt. Nhạc Thành phát hiện trong không gian quanh đây có mười mấy đạo khí tức cường hãn đang tồn tại những người này đều không phải tới để chơi. Có cường giả tiên quân, cũng có không ít cường giả ma quân. Chú ý một chút nha. Huyền tiêu cũng bắt đầu nghiêm túc hẳn lên. Hơn mười đạo khí tức này khiến cho hắn cũng không dám khinh thường. Những siêu cấp cường giả này cơ bản đều muốn ra tay với người có hỗn độn ngọc. Không cần tốn nhiều công sức đã có thể cướp được hỗn độn ngọc vào hỗn độn trì hải lĩnh ngộ rồi. Nếu bọn họ ra tay thì chúng ta phải làm sao đây? Nhạc thành do dự một lúc rồi dùng thần điểm truyền âm hỏi huyền tiêu chúng ta chỉ cần xông vào khu vực hảo quang kia thì sẽ không có chuyện gì đó là lối vào hỗn độn chi hải Trên người chúng ta có hỗn độn ngọc nên có thể trực tiếp đi vào trong những người không có hỗn độn ngọc thì dù là cương giả tiền quân hậu kỳ đi chăng nữa thì cũng sẽ nháy mắt bị lực lượng thần dị trong khu vực hảo quang kia giết chết cho nên dù có người ra tay đi nữa chỉ cần chúng ta vào hảo quang kia trước thì sẽ an toàn rồi Việt Tiêu cất tiếng trả lời. Nhạc Thành nghe xong thì trầm tư. Mình có không gian thần thông nên chắc là không khó cho lắm. Chỉ cần đi vào cửa của hỗn độn chi hải là xem như an toàn. Nhưng nơi này cách lối vào hỗn độn chi hải cũng phải mấy ngàn vạn dặm. Đối với cường giả tiền quân, ma quân mà nói thì bấy nhiêu cũng đủ để ngăn mình lại rồi. Xem ra muốn vào hỗn độn chi hải đúng là không phải chuyện dễ dàng gì. Chẳng trách mọi người đều nói đại lạc kìm tiền muốn đi vào hỗn độn chi hải là chuyện bất khả thi. Ngay cả cầu thiên huyền tiên và cầu thiên hỗn quyền yêu muốn vào đó cũng không dễ dàng chút nào. Nơi này có vô số tiền quân và ma quân ôm cây đợi thỏ. Bọn họ cũng có hứng thú với hỗn độn ngọc. Biết bao nhiêu năm tháng không thể đột phá, được vào hỗn độn chi hải lĩnh ngộ đã thành một lựa chọn quan trọng của bọn họ. Chúng ta đi thôi, có người ra tay thì chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất để chạy vào trong hỗn độn chi hải. Huyền tiêu nói với Nhạc Thành, thân ảnh của hai người lập tức đi thẳng tới trước trong lòng âm thầm chú ý tất cả động tĩnh xung quanh đề phòng có người đánh lén hai vị đạo hữu đang vội đi đâu à lúc hai người vừa lao tới thì đã có một đạo thân ảnh nháy mắt dẫn theo một luồng thần quang đáp xuống trước mặt của hai người cường giả tu vi cửu thiền huyền tiên nhạc thanh xa xâm sắc mặt cường giả trình độ này cũng ngang ngừa với lão tổ nhân trùng chiến thần của nhạc gia thực lực vô cùng cường hãn mình vốn không phải đối thủ của họ. Không gian xuyên Việt. Nhạc Thanh lập tức thi triển không gian xuyên Việt mà bỏ chạy. Thân ảnh nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Mà huyền tiêu lúc này không biết thi triển thủ đoạn gì. Thân ảnh cũng nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Không gian thần thông à? Tu vi giả cầu thiên huyền tiền kia lập tức kinh ngạc. Không ngờ đại la kim tiên này lại có cả không gian thần thông. <laughs> huyền minh chân nhân xem rằng người ta căn bản không đặt người vào mắt rồi. Đúng lúc này, không trung phía trước nháy mắt, có một đạo thân ảnh màu xanh xuất hiện. Phong quyết vừa đánh ra, khắp không gian lập tức bị một cỗ ma khí áp chế. Mây đèn áp đỉnh tụ tới, từng tia xét lóe lên. Thân ảnh của hai người nhạc thành và huyền tiêu bị một cỗ lực lượng khổng lồ vô cùng quỷ dị lan ra kéo lại. Thân ảnh vừa xuất hiện thì lập tức bị khắc chế, không thể dùng không gian xuyên Việt để bỏ chạy nữa. Ngay cả huyền tiêu cũng bị kẹt trong không gian này. Cường giả ma quân kỳ nhạc thành tái cả mặt trước mặt hắn lại có một cường giả mà quần xuất hiện mà khi cường hạn ầm ầm phóng ra pháp lực trong cơ thể đều bị áp chế nhị vị đạo hữu thời gian hãy còn sớm cần gì phải vội như vậy thân ảnh của lão giả mặc áo xanh xuất hiện trước mặt của hai người nhạc thành và huyền tiêu lão giả này mặc áo xanh sắc mặt đỏ ửng nhưng trên mặt lại có một cỗ hắc khí như có như không nhạc thành mà quần kỳ này nếu toàn lực ứng phó tuy không thể địch lại nhưng để tự bảo vệ bản thân thì không thành vấn đề chỉ là quanh đây cũng có không ít kẻ đang chờ xem cuộc vui ngươi phải cẩn thận một chút huyền tiêu dùng thần điệm truyền âm nói cho nhạc thành biết ta cũng có cách trốn vào lãnh thổ hỗn độn chi hải rồi ngươi hãy bảo trọng nhạc thành lập tức dùng thần điệm truyền âm trả lời hiện tại chỉ cần chạy trốn vào hỗn độn chi hải ở phía trước là được không cần cố chọi cứng thì nhạc thành cũng nắm chắc năm thành ít nhất thì cũng chỉ có thể thi triển hạo thiên tháp chạy thoát vào mấy ngàn dặm trước mắt tiền quân ba quân cũng không thành vấn đề gì lớn thời gian không còn sớm nữa chúng ta phải tranh thủ đi thôi nhạc thành sầm mặt lời vừa thốt ra thì cùng lúc đó tay cũng đánh ra một đạo pháp quyết một lá bùa lập tức bắn ra nhanh như chớp lá bùa này vừa rơi khỏi tay thì đã có một mảnh thần quang bắn ra hóa thành một cột sáng vô cùng cường đại lúc này nhạc thành lại đánh ra thêm một đạo pháp quyết mi tâm lại có hảo quang bắn ra một diệt ma phù nho nhỏ mà đã muốn đối phó với tà ư, đúng là chán sống mà. Lão giả ma quân kỳ đen cả mặt, còn tưởng là mình gặp phải thánh nhân chỉ lực. Nhưng khi thấy thứ kia chỉ là một lá diệt ma phù, thì không khỏi cười khinh bỉ. Trấn ma phù này cũng chỉ bằng một kích của cầu thiên huyền tiên sơ kỳ mà thôi. Hắn căn bản không có sợ chút nào. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh youtube Tuấn Anh Studio mà thứ nhạc thành đánh ra đúng là trấn ma phủ mà xích tinh tử đã giao cho mình trong lần đầu tới hạo thiên môn tác dụng của trấn ma phủ này với mình càng lúc càng nhỏ lúc này lại có thể phát huy một chút tác dụng cương giả tu vi ma quân kỳ kia đánh giá pháp quyết không gian trước người bỗng hóa thành một con cự thú khổng lồ màu đen chỉ trong nháy mắt đã há miệng táp về phía cột sáng tỏa ra hai bên va chạm với nhau cột sáng kia lập tức vỡ tan nát ra hơn nữa còn vợ tan nát thành từng mảnh nhỏ ầm một tiếng nhạc thành cũng kinh ngạc khó tin cột sáng kia cuối cùng cũng biến mất Mặt thân ảnh của con cự thú khủng bố kia thì đại xuyên qua hư không hết như một ngôi xào bằng mắt của nó nhanh chóng phóng đại đây là một con mạnh thú dạng sói khổng lồ, to tới mấy vạn trượng toàn thân tràn ngập ra mà khí thảo thiền này tiểu tử đây là chính ngươi tự tìm đường trên đấy lão giả tu vi mà quần kỳ lạnh lùng quát lớn trong mắt đầy sát ý căn bản không đặt Nhạc Thành vào trong mắt. Hạo Thiên Tháp, đi! Mà đúng lúc này, thân ảnh của Nhạc Thành nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Thành Quang bất chợt lóe lên một cái, trực tiếp biến mất giữa không trung. Đó là, đó là Hạo Thiên Tháp, Kim Giáp Chiến Thần. Thân sắc của đạo giả tù vì Ma Quân Kỳ trầm xuống, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Cùng lúc đó, trong mắt cũng có phần do dự, nhưng ngay sau đó lập tức nghiêm mặt quát: "Này tiểu tử, đừng có mà chạy!" Điều khiến cho ma quân này do dự, đơn giản chính là thế lực đứng sau đường kìm giáp chiến thần trong đời đồn như xiển giáo, tiệt giáo, giáo trì kim mẫu và nhân trung chiến thần kia. Nhưng lúc này hắn ta lại vô cùng thèm khát đối với hạo thiên tháp và hỗn độn ngọc nên chỉ do dự một tát rồi lập tức đuổi theo ngay. Nhưng lúc này, đạo thanh quang kia đã biến mất. Bên trong hạo thiên tháp, nhạc thanh toàn lực thôi động hạo thiên tháp, nháy mắt đã bỏ chạy nhanh như trước. Nơi này không có mặt đất hay là núi non gì, tất cả đều ở giữa không trung, căn bản không có chỗ để mà trốn. Là hạo thiên tháp đuổi theo. Cùng lúc đó trong không gian có hơn 10 đạo thân ảnh nháy mắt đuổi theo nhạc thành. Kim giáp chiến thần của hạo thiên môn có hỗn độn ngọc, người trong thiên ma giới đều đã biết từ trước. Cộng thêm hạo thiên tháp trong tay của nhạc thành. Cương giả trình độ tiền quân, ma quân đều không cách nào kháng cự lại sức hấp dẫn của chúng. Đám cường giả ở nơi này cơ bản đều bị nhạc thành thu hút đi, để lại huyền tiêu đứng im tại chỗ, không ai đối phó. Tu vi thực lực cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ của huyền tiêu vẫn còn ở đó. Tiền quân, ma quân, sơ kỳ, đối phó đều rất khó. Cộng thêm sức chú ý của mọi người đều dồn hết lên người của nhạc thành, nên chẳng ai đi đối phó với huyền tiêu nữa. Huyền tiêu đành bận đắc dĩ, quay người, có khảnh quảng đe lên. Thân ảnh lập tức biến mất ngay tại chỗ. Chết tiệt! Nhạc thành thầm mắng một tiếng. Bên trong hạo thiên tháp, nhạc thành cũng biết rõ tình hình sau lưng có đến mười mấy cường giả đang đuổi theo hắn. Tốc độ của đám cường giả kia vô cùng nhanh, sắp sửa đi tới phạm vi tấn công. Mười vạn dặm, tám vạn dặm, tốc độ của đám cường giả kia vẫn nhanh hơn cả nhạc thành thôi động hạo thiên tháp một chút. Mà hiện tại, nhạc thành cũng càng lúc càng gần khu vực hỗn độn chi hải kia. Nhánh mắt, chỉ còn chín mươi vạn dặm, tám mươi vạn dặm, càng lúc càng nhanh hơn nữa. Mười đạo lưu quang nhanh chóng xẹt qua bầu trời, hệt như là từng ngôi sao băng rời xuống, vô cùng chói mắt. Trong đầu của Nhạc Thành đã nghĩ tới đủ loại khả năng, nhưng dường như cũng không cách nào ngăn cản đám cường giả ở phía sau được. Kim giáp chiến thần, ở lại đây cho ta. Một tiếng thét lớn truyền tới, đạo giả ma quân kỳ lúc trước vượt lên, lăng không tung ra một đạo trảo ấn đen kịt chộp về phía của Nhạc Thành và hạo thiền tháp. Cự trảo đen kịt sắc bén, lóe lên giữa không trung, khiến cho kẻ khác nhìn thấy cũng phải sợ hãi. Gào, gào, cùng lúc đó bên trong hạo thiền tháp một con cự long màu vàng phóng thẳng lên trời cao trực tiếp xông về phía đạo cự trào màu đen kia ngũ trào kim long với thần quang bao phủ toàn thân trực tiếp đánh bay cả mảng không gian và chạm mạnh cùng với đạo trào ấn trên bầu trời theo hai cỗ lực lượng giao nhau ngũ trào kim long lập tức sụp đổ từng khúc giống như không gian vậy chứng nghe gào gào mấy tiếng bên trong hạo thiền tháp lại có thêm hai con lồi điện cự long gầm lớn bay ra mang theo vô số cột lồi điện, hợp thành một bức tường điện trực tiếp ngăn cách không gian. Phá cho ta! Một đạo thần quang khổng lồ đảo qua mười vạn dặm không gian, lập tức bị một mảng thần quang lướt qua. Không gian hóa thành một mảnh hư không. Chỉ trong nháy mắt, hai con cự long bằng lồi điện trên không trung cũng bị sụp đổ. Âm âm! Hư không quét ngang, mười đạo đô quang khổng lồ đã sáng xuống, để là mười ngôi sao khổng lồ, khí tức cường hãn lập tức bao phủ khắp nơi khiến cho các cường giả tiền quân và ma quân cũng không dám khinh thường. Một mảnh thần quang lăng không tỏa ra, cũng không biết có bao nhiêu người ra tay. Nhưng mười ngôi sao kia cũng không kiên trì được bao lâu, đã bị từng đạo thần quang kia đánh cho tàn nát. Đây chính là thực lực mạnh nhất của Nhạc Thành khi thôi động hạo thiền tháp, nhưng vẫn yếu ớt như thế. Bên trong hạo thiền tháp, quái miệng của Nhạc Thành rỉ máu, cũng nhận lấy thường tổn không hề nhẹ. Đúng lúc này, phía trước lại có một luồng hảo quang bao phủ bên ngoài hạo thiên tháp lập tức bị linh khí nồng đậm bao phủ. Linh khí trong luồng hào quang này không hề thua kém gì hạo thiên tháp. Cuối cùng cũng tới, nguy hiểm thật. Nhạc thành vừa thu lại pháp quyết, thì thân ảnh đã xuất hiện bên ngoài nhạc thành. Thần điệm tản ra thăm dò. Nhạc thành biết rằng mình đã tới khu vực hỗn độn chi hải. Nhạc thành thu hồi hạo thiên tháp, hắn đứng trong phòng hào quang, cũng nhìn thấy gần hai mươi tên vừa mới đuổi theo mình ban nãy tất cả đều là cường giả tu vi trình độ tiền quân và ma quân. Hình như còn có cả cường giả trình độ yêu quân trong đó. <laughs> cường giả tu vi ma quân kỳ hử lạnh một tiếng, sau đó cũng biến mất ngay tại chỗ. Nhìn những cường giả kia biến mất, trong mắt của nhạc thanh tràn ngập hàn ý, đặc biệt là huyền minh chân nhân và tu vi giả ma quân kỳ khi nãy. Sau này có cơ hội thì nhất định phải báo thù mới được. Xoẹt xoẹt, không gian phản vẹo, sau đó là một đạo thân ảnh xuất hiện từ không gian, đúng là huyền tiêu. Nhạc Thành, người không sao đấy chứ? Huyền tiêu nhìn thấy vết máu ở khóe miệng của Nhạc Thành thì lên tiếng hỏi. Không sao, không sao, chút vết thương nhẹ mà thôi. Nhạc Thành nói ra, vừa rồi hắn chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Sinh bệnh thần thông trong cơ thể đang nhanh chóng chữa trị vết thương đó. Vậy là tốt rồi, ta không ngờ sức hút của người lại lớn đến như thế. Huyền tiêu mỉm cười, vừa rồi hắn không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào cả thừa cơ mà lẩn vào trong hỗn độn chi hải rồi đi chúng ta đi vào thôi nhạc thanh cười khổ nói lập tức đánh giá khu vực tràn ngập hào quang này đây dưới mảnh hào quang này linh khí nồng đậm còn cao hơn cả những nơi khác quang mang vô cùng chói mắt giống hệt như từ trên trời sáng xuống bao phủ cả không gian vậy lấy hỗn độn ngọc ra đi phía trước không có hỗn độn ngọc thì không cách nào đi tiếp vào được đâu Huyền Tiêu nói xong thì cầm hỗn độn ngọc trong tay. Nhạc thành cũng triệu hồi hỗn độn ngọc ra. Lúc này không biết từ khi nào mà trên hỗn độn ngọc đã tỏ ra quang mang mờ mờ, hồ ứng cùng với quang mang cấp không gian, toàn nhìn vô cùng kỳ quái. Không gian phía trước, ở phía xa xa có vô số gợn sóng không gian lan ra, hình như một bức màn trời vậy. Tập trung nhìn lại, Nhạc thành mới phát hiện thần quang chói mắt ở xung quanh đều đến từ màn trời kia. Hai người lập tức đi tới trước, thân ảnh hóa thành lưu quang nhanh chóng bay tới. Đến đời này, cuối cùng cũng xem như an toàn. Ở đây thì không có bất kỳ kẻ nào dám giao thủ, bằng không sẽ bị lực lượng thần bí ở đây giết chết. Cho nên, người đã đến khu vực hào quang này, đồng thời có được hỗn độn ngọc thì không thể nào giao thủ, trừ khi là muốn đồng quỳ phù tận thôi. Một lát sau, hai người đã đến trước nơi kia, mặt trời kia trực tiếp phát ngang trước mắt của nhạc thành. Từng luồng năng lượng dao động và ánh sáng chói mắt tỏa ra, Cùng lúc đó, trong lòng của Nhạc Thành bỗng xuất hiện cảm giác rất quen thuộc, càng lúc càng mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng Nhạc Thành vẫn không tài nào nhớ ra được đây là khí tức gì. Đúng lúc này, Nhạc Thành thấy bên dưới màn trời kia cũng có bốn người đang khoanh chân ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Bốn người này có ba nam, một nữ. Nữ nhân kia tuổi trưởng 30, dung nhan xinh đẹp, tu vi thực lực cửu thiên huyền tiên sơ kỳ. Ba người nam thì một người có tu vi ma quân kỳ một người là cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ, còn một người thì có khí tức quái lạ. Nhạc Thành căn bản không thể nhìn thấu, mà hai người sau khi nhìn Nhạc Thành đã từng gặp mặt. Chỉ là nam tử có tu vi cửu thiên hỗn nguyên yêu và thanh niên mà Nhạc Thành cũng không tài nào nhìn thấu được. Hai người kia Nhạc Thành từng gặp ở Hảo Thiên Môn. sắc mặt của Nhạc Thành xa sầm xuống, sau đó cùng huyền tiêu đi tới bên dưới màn trời kia, nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn bộ dạng thì hình như còn hai người chưa tới hỗn độn chi hải này phải có đủ tám khối hỗn độn ngọc mới có thể mở ra hiện tại vẫn còn thiếu hải khối nữa không biết hai người còn lại phải bao lâu nữa mới tới đây mà bốn người kia trong lòng nhạc thành cũng suy đoán xem có ai cướp hỗn độn ngọc từ tay người khác hay không Dù sao thì khả năng này cũng khá lớn bốn người tới trước chỉ do xét nhạc thành và huyền tiêu một cái rồi đây tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần rồi nhưng nhạc thành lại không dám xem thường bốn người ấy không có chút bản lĩnh và thủ đoạn đặc thù, dù có hỗn độn ngọc thì cũng không cách nào vào đây được. Mới vừa rồi hắn đã thử qua rồi, thiếu chút nữa thì đã bị vây công. Nếu như bị một đám cường giả vây công, thì dù mình có hạo thiên tháp cũng không thể giải quyết êm xuôi được. Ba ngày sau, có một đạo thân ảnh màu xám bay tới nhanh như chớp, sau mặt trắng bệch, quay miệng còn vương vết máu. Nhạc thanh mở mắt nhìn thoáng qua lão nhân kia, bộ dạng trông như hán tử trùng điên, mặc áo màu tro, Lúc này, thoạt nhìn vô cùng suy yếu, giống như đã trải qua một trận đại chiến. Tu vi của hắn ta cũng là cửu thiên hỗn nguyên mà hậu kỳ. Hắn từ trung niên kia quét mắt nhìn mọi người một cái, sau đó cũng lập tức khoanh chân ngồi đó, bắt đầu điều tức. Cảm giác khi tức thì dường như đã bị thương không nhẹ. Vẫn còn một người chưa tới, huống hồ gì, hỗn độn chi hải vẫn chưa xuất hiện. Tất cả mọi người chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Cũng bài hiện tại, nơi này vẫn tuyệt đối an toàn, lại thêm bốn ngày sau, linh khí xung quanh ngày càng nồng đậm hơn, đồng thời có một cỗ khí tức tới từ viễn cổ lan ra. Bảy người đều đồng thời mở mắt ra. Lúc này bảy người chỉ thấy màn trời kia bắt đầu biến hóa. Một cỗ khí tức năng lượng đang dần dần đổi lên, khiến cho hào quang trong không gian xung quanh tăng vọt. Vô số gợn sóng bắt đầu lan ra. Hỗn độn chi hải sắp mở ra rồi. Còn một người chưa tới, nếu không có đủ tám khối hỗn độn ngọc, đến lúc đó hỗn độn chi hải sẽ tiêu tan mất. Năm ngàn vạn năm sau mới có thể xuất hiện thêm một lần. Huyền tiêu dùng thần niệm truyền âm cho Nhạc Thành nói. Nhạc Thành cũng từng nghe giao trì kim mẫu nhắc qua về chuyện này. Lúc này xem ra, hỗn độn chi hải đã sắp xuất hiện rồi. Không biết khối hỗn độn ngọc cuối cùng kia sẽ rơi vào tay ai. Tại sao đến giờ vẫn chưa có tới? Dưới màn trời, dao động năng lượng càng lúc càng lợi hại. Linh khí hội tụ càng ngày càng đông nặng. Mấy canh giờ sau, linh khi bằng bạc này không hề thua gì hạo thiền tháp. Chỉ nghe vèo vèo mấy tiếng, một luồng đưa quang nhanh chóng bay tới. Sắc mặt của bảy người đều đồng loạt thở vào một hơi. Con người tới, vậy thì chứng tỏ người kia nhất định có hỗn độn ngọc, bằng không cũng sẽ bị hạo quang đánh chết. May mà người này tới kịp lúc, bằng không chuyến này bảy người xem như cổng cốc. Hỗn thế ma vương. Trong nháy mắt, kẻ kia đã đến trước mặt nhạc thành. Sắc mặt của nhạc thành lập tức trầm xuống. Cái cuối cùng này không ngờ đây là hỗn thế ma vương. Lúc này trên hắc bào của hỗn thế ma vương đã loang lổ những vết máu, sắc mặt cũng trắng bệch, giống như đã trải qua một trận đại chiến lớn. Lúc này Nhạc Thành đã biến lại thành hình dạng của mình. Hỗn thế ma vương thấy Nhạc Thành thì cũng xa sầm sắc mặt, một luồng hàn ý tỏa ra toàn thân. Nhạc Thành, người không thể động thủ ở đây được đâu, bằng không sẽ gặp phiền toái đấy. Huyền Tiêu lại dùng thần điểm truyền âm nói với Nhạc Thành cả tiên ma giới đều biết kim giáp chiến thần có cừu có oán với hỗn thế ma vương cảm giác được sát ý trên người của nhạc thành huyền tiêu còn tưởng là nhạc thành muốn động thủ yên tâm đi ta sẽ không động thủ đâu đến lúc đó chờ hắn đi ra rồi động thủ cũng không muộn nhạc thành dùng thân niệm trả lời nhạc thành cũng không dám động thủ ngay lúc này vậy là tốt rồi có nhìn một chút đi đến lúc đó ta giúp người một tay là được một tên hỗn thế ma vương cũng không có đối phó lắm huyền tiêu quay sang nói với nhạc thành cảm ơn nhạc thành dùng thân điệm trả lời cũng không từ chối hàn ý của huyền tiêu thực lực của huyền tiêu này không thua gì chân vũ đại đế ân ẩn còn mạnh hơn một chút đấy nếu như có thêm huyền tiêu thì khả năng giết được hỗn thế ma vương sẽ cao hơn hỗn thế ma vương lạnh lùng nhìn chăm chăm vào nhạc thành nhưng cũng không thể làm gì hết Chỉ có thể oán hận nhìn chăm chăm vào nhạc thành bản thân của hắn đang mang thương tích dù có thể ra tay thì hắn cũng không có bất kỳ nắm chắc nào. Trên không trung, lúc này trên màn trời tràn ngập thần quang. Cùng lúc đó, tấm màn trời ánh sáng khổng lồ kia đột nhiên xuất hiện tám dòng xoáy trời lớn vài trượng. Dòng xoáy không ngừng xoay tròn lên, lập tức hóa thành một cái động ánh sáng màu xanh sâu thăm thẳm. Linh khí từ từ tản ra từ trong động ấy. Chưa vì đạo hữu, chuẩn bị mở hỗn độn ngọc thôi. Cưng giả ma quân kỳ trong đám người nói với tất cả mọi người. Hỗn độn ngọc đã nắm trong lòng bàn tay. Nhạc Thành cũng biết cách mở hỗn độn chi hải này ra, chỉ cần đưa 8 khối hỗn độn ngọc vào 8 dòng xoáy kia là có thể mở ra hỗn độn chi hải. Còn hỗn độn ngọc cũng sẽ biến mất, sau đó sẽ xuất hiện ở một góc nào đó trong tiền ba giới chờ lần hỗn độn chi hải mở ra tiếp theo. Tám người đồng thời đánh ra pháp quyết, tám khối hỗn độn ngọc cũng bị vứt vào 8 dòng xoáy kia, sau đó chậm chậm xoay tròn.